Khi cây cao su đang bước vào một niên vụ mới, nhà vườn sẽ cần chăm bón vườn cây ra sao để đảm bảo về cả sản lượng lẫn chất lượng mủ? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 23 tháng 4 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa.